Clickbuy đồng hành cùng video này. Đặt mua iPhone 13 mới nguyên sim chính hãng Việt Nam tại Clickbuy giá rẻ nhất, trả góp chỉ từ hơn 3 triệu đồng, hỗ trợ thu cũ đổi mới, lên đời iPhone giá cực ưu đãi, tặng gói khuyến mãi lên tới hàng chục triệu đồng, tặng gói bảo hành rơi vỡ, rơi nước chất lượng tốt nhất Việt Nam. Truy cập ngay clickbuy.com.vn hoặc hotline 1900 633 909 hoặc tới các showroom Clickbuy gần nhất để được tư vấn miễn phí. Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Thời sự công nghệ. Ngay sau đây sẽ là các tin tức chính trong ngày hôm nay. Đến với tin đầu tiên, iPhone 15 Pro không có khe SIM vật lý, hỗ trợ eSIM kép. Còn khá lâu nữa mới đến lúc iPhone 14 ra mắt, nhưng bây giờ, một số tin đồn về iPhone 15 đã xuất hiện. Trong đó, tin đồn mới nhất tuyên bố rằng Apple sẽ loại bỏ khe SIM vật lý trên iPhone 15 Pro, ra mắt năm 2023. Tin tức từ trang blog do iPhone của Brazil cho biết, các mẫu iPhone 15 Pro của năm 2023 sẽ không có khe cắm thẻ SIM vật lý và sẽ hoàn toàn dựa vào eSIM. Nguồn tin cũng nói rằng các mẫu iPhone này sẽ hỗ trợ eSIM kép, cho phép người dùng có thể sử dụng hai eSIM trên máy. Nguồn tin không nói rõ liệu các mẫu iPhone 15 thường có còn khe cắm SIM vật lý hay không. Việc Apple lên kế hoạch loại bỏ khe SIM vật lý hầu như không có gì ngạc nhiên, khi gã khổng lồ công nghệ này được cho là cuối cùng sẽ chuyển sang một chiếc iPhone không cổng và việc loại bỏ khe SIM có vẻ như là bước đầu tiên để thực hiện điều đó. Tuy nhiên, ngay cả khi Apple ra mắt iPhone không có khe SIM, có thể ở những quốc gia chưa có dịch vụ eSIM, Apple vẫn cung cấp một biến thể có khe SIM truyền thống. Và 2023 vẫn còn là một thời điểm rất xa, chúng ta phải chờ xem liệu các nguồn đáng tin cậy khác có xác nhận thông tin này trong tương lai hay không. Siêu máy tính mini 4K chơi game bé bằng nửa iPhone 13 Pro Max. Asus Steam là đội ngũ kỹ sư, thiết kế từng làm việc cho Acer, và hiện tại họ đã phát triển thành công mẫu siêu máy tính mini bé xíu với sự trợ giúp của Intel và Acer. Sản phẩm có tên Super Leader, kích thước nằm gọn trong lòng bàn tay và nặng vỏn vẹn 130g. Thiết kế nhỏ gọn là vậy nhưng SPLD vẫn trang bị được hẳn 4 cổng USB 3.0, 1 cổng USB-C, 1 cổng HDMI, 1 jack tai nghe 3.5mm và 1 khe cắm thẻ nhớ microSD. Ưu điểm đầu tiên là nó có thể kết nối tới 4 màn hình cùng lúc thông qua hub chia cổng USB-C, độ phân giải màn hình tối đa 4K 60Hz hoặc 1080p 120Hz. Nhờ đó, ngoài nhu cầu sử dụng thông thường, SPLD còn phù hợp để dùng cho các máy POS, quản lý kiosk bán hàng, dữ liệu và các thiết bị theo dõi. Bên trong máy là vi xử lý Intel Gemini Lake Celeron J41254x4 luồng tốc độ tối đa 2,7 GHz, GPU Intel UHD Graphics 600 tốc độ 700 MHz. Asus Steam khẳng định máy có thể chạy được nhiều tựa game như Minecraft, CSGO, Half-Life 2 với tốc độ khung hình đủ mượt mà. Ngoài ra, GPU cũng đủ mạnh để chạy các phần mềm thiết kế chuyên dụng hay chỉnh sửa video 4K. Dù bé và vậy nhưng SPLD vẫn được trang bị 3 ống tản nhiệt và 2 quạt tản nhiệt mini hoạt động cực hiệu quả. Theo thử nghiệm của Asus Steam, CPU khi hoạt động 100% công suất mà nhiệt độ bên trong máy chỉ đạt mức 61 độ C. Ngoài các cổng kết nối phần cứng, hỗ trợ công nghệ Wi-Fi 9560 với tốc độ truyền dữ liệu nhanh gấp 3 lần Wi-Fi 5, giảm 75% độ trễ. Hai cổng USB 3.0 cũng có thể cắm dây mạng LAN khi kết nối với bộ truyền tương thích. Bạn có thể mang chiếc máy theo làm việc mọi nơi, miễn là có màn hình ngoài, kể cả TV cùng bàn phím và chuột. Nhờ kết hợp với Intel mà máy tương thích hoàn hảo với Windows 11, không phải cài lậu. Bộ nhớ của bản thấp nhất đạt mức 128GB, nhưng bạn có thể nâng cấp lên với khe cắm thẻ nhớ microSD có sẵn, hoặc thay thế bằng ổ cứng khác nhờ hai khe cắm SSD chuẩn SATA M2-2242. Vì dùng RAM Dual ở Channel nên tốc độ xử lý, mở ứng dụng cũng tăng đáng kể dù dung lượng không hề cao. Các bản nâng cấp có RAM và SSD đạt mức 16GB và 1TB. Giá sản phẩm hiện đang giảm hơn một nửa khi ủng hộ qua Kickstarter, chỉ từ khoảng 4.5 triệu đồng đến hơn 9 triệu đồng. Dự kiến, thiết bị sẽ bắt đầu trả hàng từ tháng 3 năm 2022. Lộ diện trên tay Galaxy S22 Ultra. Mới đây, một người dùng Twitter có nickname Hipak22 đã đăng tải nhiều hình ảnh thực tế về một chiếc Galaxy S22 Ultra phiên bản Dummy, một nguyên mẫu chưa hoàn thiện và chỉ phản ánh ngoại hình của máy. Các hình ảnh mới cho thấy Galaxy S22 Ultra sẽ có ít nhất hai tùy chọn màu đen và trắng, ngoài ra có thể sẽ có thêm một tùy chọn màu đỏ. Từ các hình ảnh trên chúng ta có thể thấy chiếc máy này sẽ sở hữu thiết kế tương đồng với dòng Note, thậm chí còn có cả lỗ cắm bút S Pen, điều mà chỉ có dòng Note mới có.
Có vẻ như thiết kế này được Samsung tạo ra dành cho dòng Galaxy Note, nhưng cuối cùng chúng ta đã không còn được thấy bất cứ chiếc Note nào nữa, và Samsung đã tận dụng thiết kế này cho chiếc Galaxy S22 Ultra. Cụm camera chính của Galaxy S22 Ultra được thiết kế liền với mặt lưng và không bị lồi. Tuy nhiên, từ hình ảnh mà người dùng Hipbox22 đăng tải, thì ta có thể thấy rõ bản thân chiếc này đã khá dày rồi. Ngoài ra, người dùng Twitter kể trên cũng chia sẻ một hình ảnh khi Galaxy S22 Ultra lắp ốp lưng, thì máy trông sẽ như thế nào. Nếu bạn cho rằng Galaxy S22 Ultra có kích thước rất lớn, thì hình ảnh dưới đây sẽ mô tả chính xác nhất kích thước của máy, chỉ ngang một chiếc iPhone 13 Pro Max mà thôi. Hipbox22 cũng chia sẻ các hình ảnh về phiên bản màu trắng của Galaxy S22 Ultra, để người dùng có cái nhìn cụ thể hơn về tùy chọn màu sắc này. Dòng Galaxy S22 series sẽ sớm được Samsung giới thiệu vào đầu năm sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời sự công nghệ ngày hôm nay. Hãy ấn theo dõi và đăng ký kênh để tiếp tục thưởng thức các tin tức công nghệ mới nhất tiếp theo.